quá, chị đã từ từ đã. Không từ từ được bác sĩ ạ. À. Không mỗi ai, mày mẹ con em. Bố nó đi bỏ đi theo gái. Ôi trời, hoàn cảnh của em đáng thương làm bác sĩ ạ. Có gì bác sĩ bảo ban nhiệt tình của em ấy ạ. À. Khóc không chưa? Chưa, bác sĩ cho em khóc luôn. Thôi. Xong. Cái tình trạng này xảy ra ở hầu hết các bà bầu, nên không có việc gì phải lo ngại cả. Cứ về uống theo đúng đơn thuốc này là sẽ khỏi nhé. Bác sĩ ơi, cả hai trang thuốc này thì có ảnh hưởng đến em bé không bác sĩ? Không, chẳng ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng mà bác sĩ ơi. Thôi, không nhưng thì nữa, chị đi ra ngoài đi. Chị ra ngoài đi. Chị xong, chị ra ngoài. Mời ra ngoài. Mời người tiếp theo. Dạ, em. Em chào anh ạ. Ừ, chào em. Chào. Em ngồi đây. Mời em. Em ngồi đây ạ. Ngồi vào trong. Thế, giờ ngồi xuống nào. Ngồi xuống. Cứ tự nhiên. Thở đều, không cần phải thở gấp nhá. Cứ thở đều, bình tĩnh thôi nhá. Rồi, để anh ngắm nào. Không có. Giờ nhìn thấy gái đẹp cái, mặt giãn ra, không nhăn được cơ lại. Kệ người ta đi. Em đứng lên. Em đứng lên. Dạ. Đúng rồi. Rồi em quay qua phải một vòng. Xoay một vòng ạ. Ừ. Đó. Rồi lại lật sang trái một vòng nào. Rồi. Tay. Dạ. Tay ạ. Cái tay. Tay làm gì ạ? Đặt vào. Đặt vào đâu ạ? Út vào. Úi giời, để anh. Đặt vào. Đặt vào bụng. Đấy, bóp cái bụng lại. Đó, rồi. Đẹp quá. Đẹp quá. Mà thôi. Thế em khám gì? À mà thôi. Em tên là gì? Tên đầy đủ của em ý là Nguyễn Hoàng Nhật Lê My ạ. À. Nguyễn Hoàng Nhật Lê My ạ? À? Vâng ạ. Ồ, dài quá. Thế nhưng mà không dài bằng chân của em. Anh mà làm như thế á là My thấy ngại đấy. Ồ kìa, My không phải ngại gì cả. Đó chỉ là tâm hồn của anh thôi. Còn công việc bao giờ cũng là trên hết My ạ. Thế bây giờ mình khám nhá. Ồ hay nhở, anh đã biết là em định khám cái gì đâu. Mình yêu cầu bất cứ thứ gì, anh cũng có thể khám được hết. Nhẹ nhàng thôi nhá, em sợ lắm đấy. Đi nào. Em đi. Đấy, rồi. Đây. Nào, giơ tay đi. Đấy, rồi. Bên kia nữa nào. Ồ, bây giờ nào, khám. Chị ơi, chị cho tôi hỏi phòng khám chỗ nào ạ? Tôi đang bận lắm, ông hỏi người khác đi. À, vâng. Chị Bầu ơi. Dạ. Chị cho tôi hỏi phòng khám chỗ nào ạ? Vấn đề là bác khám gì? Về cái chuyện con cái mà. Rõ thật, đàn ông các bác 100 người giống cả trăm nhờ. Này, hám gái cho lắm vào rồi xong bây giờ là hoa nở đầy ra rồi gì. Ô chị này, ăn nói vớ vẩn giờ hoa nụ gì. Hay. Rồi, còn giả vờ ngây thơ vô số tội. Nhìn mặt bác ấy, hiện đầy lên hai chữ hám gái. Phòng khám đi nè. Này. Chả có lẽ sự ngu dốt về y khoa của mình cũng là có tội à? Đó, thật. Này, cái chị kia. Đây là không thích đánh đàn bà đâu nhá. Nhất là đàn bà chửa nhá. Bằng không ý. Vớ mồm bây giờ. Vô kỳ. Bác sĩ ơi. Tiếng kêu này nghe quen quá nhỉ. Ôi, 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 ôi
hóa ra chỉ có đau bụng thôi à? Ừ. Này. Ờ, nhưng mà thế đây là vợ anh à? Hả? Người đâu ra mà cứ lên cái cơn đau bụng là cứ đấm đá rồi là cào cấu tát vào mặt người ta này. Hay quá. Anh ở đây mà khám cho vợ anh đi nha. Tôi không khám nữa đâu. Bỏ nghề đến đây. Bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. Này này, Mimi ơi, Mimi, chết thật. Bây giờ anh mới phát hiện ra, ngoài cái vẻ xinh đẹp của em, nhưng bên trong em còn tiềm ẩn một sự mạnh mẽ của Chúa Sơn Lâm. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Trên tường thế gian ai đẹp được giường như ta. Rồi sao mình lại xinh lại đẹp thế nhở? Mà phải nói là đẹp xuất sắc cơ, đẹp nhất cái chung cư này cơ. Thân mình đang đẹp này, nuột là như này, mà nhỡ mình lại có bầu thì thế nào cũng sổ sề xấu xí. Mà cái ông Phúc nhà mình ông lại còn lăng nhăng nữa chứ. Thử tưởng tượng xem nào. Ôi trời ơi, ơi, đau quá. Ôi trời ơi, đau quá. Dậy đau như thế này. Chồng bé à, có mua trứng cho người ta không đây? Mở cuối này. Chào vợ. Vào đi em. Giới thiệu với vợ, đây là bạn của anh. Ê, chào chị. À, em cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Cô ta là ai? Mà sao hai người ôm nhau? Đừng xa ra, nhanh. Nhanh là nhanh nào? Đừng xa ra. Này, tôi nói cho cô biết nhé. Đây là bạn của tôi, hiểu chưa? Không phải là bạn bình thường, mà là một người bạn rất là thân thiết. Ôi trời ơi, sao tôi lại khổ như này? Anh là đồ phụ tình, trong khi tôi đang bụng mang giả chửa như này, mà hai người không đỡ thương tôi thì tôi lại còn làm tôi đau đến chết hả? Đau đến còn... chết này. Đứng lên, tôi bảo đây. Cô nhìn lại mình xem. Này, cái chỗ cần to thì không to, sao thì có quả bóng ở trong bụng thế này. Nhìn người ta xem đây này, căng mỏng, nâu giòn ra. Đấy, trong khi đó nhìn mình này, béo nhèo nhèo ra. Bây giờ tôi tuyên bố nhé, tôi không dùng bạch tạng nữa, mà tôi sẽ chuyển sang dùng than tổ ong. Tôi phải giết hai người, Giết cái gì? Này, cô đừng có manh động. Tôi tuyên bố luôn nhé, từ ngày hôm nay, tôi với cô sẽ chuyển từ vợ chồng sang làm người dưng. Thế nhá, nào, vào trong kia đi con chim lợn của anh. Không thể như thế được, không thể như thế được. Hai người đừng làm đây. Ôi trời, sao lại tưởng tượng sợ như thế được? Con quỷ ra cho à? Tao phải giết mày. Mày dám cướp chồng tao à? Mày dám rủ rỗ chồng tao à? Tao phải giết, làm vua căn dần á. Phải gọi điện cho chị Đành. Alo, chị Đành à? Có chuyện rồi, chị ở đâu em muốn gặp chị ngay. Em muốn gặp chị ngay. Chị ơi, đây, đây rồi. Sao chị lâu đấy? Để chờ mãi. Sao phải chờ cho lão Mạnh, lão Sách Cập đi làm chị mới dám đi đấy. Lão đi chưa? Đi rồi. Chị chắc chắn là có vấn đề rồi nhá. Lão Mạnh nhà chị mấy hôm nay thái độ khác lắm. Mà cứ tanh tách ra em mà cứng lắm cơ em ạ. Bây giờ cô có thế không? Nhà em à, chỉ cần loẹt quẹt về đến nhà thôi là em tập võ, lên video. Ôi trời, sợ quá, không dám nói hay gì luôn. Đây. Ôi, chắc chắn mình ra.
Thế nhỡ các chú ấy chỉ giả vờ như vậy chỉ để che đậy thì sao? Trời ơi! Ai mà biết được? Chốt nhất là cẩn thận vẫn cứ hơn. Cái thằng tụng điên này! Làm sao? Mày có muốn tao bắt bố con mày không? Hả? Mạnh vớ vả vớ vẩn! Trẻ con biết cái gì mà nói? Thôi đi để cho các cô còn học. Thế cháu đứng đi buồn chuyện một tí làm sao? Này! Mà ống nhòm với túi tắm này mày đi đâu đấy? À cháu đi phượt về nhà bà nội. Đi phượt á? Vâng. Xem kìa, bố cho phép chưa? Cháu vừa mới nhắn tin rồi. Nhắn tin chưa? Nhắn tin rồi thì ông lượn đi ra tôi nhờ. Thế đứng đi buồn chuyện một tí làm sao? Chào gì? Đi cho các con học. Đi. Lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm. Cứ bảo làm sao các chú ấy cứ đi miết là phải. Yêu thương nhau gì đâu. Thôi, chào hai bà con nội, cháu đi đây. Ôi trời ơi, con với cháu mất dạy thế cơ chứ lại. Cái thằng này như là hâm là có gen ấy. Cái thằng bố con giống nhau ấy. Mà chị ơi. Hả? Mà cũng có khi ý. Khi gì? Không nhờ, tôi chết rồi. À chị cũng nghĩ có khi thế thật đấy. Cái thời buổi bây giờ việc gì chả có thể xảy ra, đúng không? Đấy, và ông ấy đi với nhau suốt như thế. Có khi lại học hỏi nhau ấy chứ lại. Này, thế thì chị em mình phải nghĩ cái cách gì mà để cho các lão ấy thấy là gia đình là số 1. Đấy, em cũng nghĩ thế. Nhưng mà làm nào bây giờ? Làm nào nhỉ? À, hay là bây giờ thế này, chị em mình đi du lịch đi. Đi du lịch đi ạ? Ừ. Này nhá, mình sẽ đi đâu đấy 1-2 ngày để cho các lão ấy ở nhà mình tự xử. Ôi giời ơi, lúc đấy chả tát mồ hôi ra, em có sợ không nhỉ? Đúng không? Em cũng nghĩ thế. Thế bây giờ về chuẩn bị nhá. Ơ, chị không đi chợ nữa à? Giời ơi, đã bảo là đi phượt rồi còn chuẩn bị cái gì? Đi đi. Ừ nhờ, mình cứ như bị dâm não. Giời ơi, khổ quá rồi, nhắc lên. Ôi giời ơi. Thôi tôi cơm khô lắm. Anh nhường cho hai chú. Anh nhặt tặng cái mì này. Khôn thế, em có tí mì tôm rồi chén ngay. Anh nhường cho chú à? Thôi bác ăn đi, tất cả của bác hết đi. Cơm thì mà đành thép thế này, bộ nhá nào mà nghiền nổi chứ nè. Bác tiếp khách cái kiểu gì, gạo đã ít rồi để cho để có khách thì cho thêm nước thì làm sao nó chả nát bét thế này như cháo. Nát đâu, dặn chú thế nào ấy chứ. Anh thấy nó khô như ngói này. Nhưng mà cái chỗ đây, em lại phải vào cái cục lại nát thế này, có cục này. Sao như mình cắm thế nào là chỗ nát chỗ khô. Ừ, đây. Sao đấy? Nhìn hộ em hộ sạn này. Nó bằng hòn vi ve chứ mấy. Ôi dạ. Rồi ạ. Này ăn uống cái gì đấy chứ này. Thôi cứ tạm đi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Ăn tạm bữa thì chết ai. Sáng thì chả thấy đâu. Cả tuần nay thì cứ âm u mãi. Bác. Hay là bác với chú làm cái điều gì không phải với các bà ấy? Không. Anh không có điều gì là không phải cả. Mà có không phải nó chỉ đến độ không phải thôi. Là không phải quá thì không có dành làm. Này. Cũng không có cơ hội mà không phải nhá. Thằng này ở nhà suốt ngày bị túm đầu lên gối. Không bao giờ có được cái gì không phải đâu. Thế mà lần này vẫn bị dằn mặt thì mới đau ấy. Này, chú có đau gì so với anh? Em nói cho bác biết. Tây hôm trước cũng có được cấu quá bạt tay nhẹ vợ một cái. Thế nó bỏ đi. Ôi giời ơi, này bạt tay nhẹ à? Vâng. Đã gọi bạt tay là không bao giờ nhẹ được. Anh nói chú mà riêng đàn ông nhá. Kể cả có cáu kỉnh kiểu gì cũng không bao giờ được phép anh ạ. Khổ quá nhưng mà nó cứ đòi bà ta nó nhẹ vuốt qua thế này nhẹ thôi. Nhẹ cái gì? Tay nhỏ quá cơ. Trông như mảnh chuối mắn. Đây rồi. Góc mặt. Còn cái thằng con dài đấy thì nó nói cứ ngang như cùa thì em đá nó nhẹ cái thì nó cũng lại bỏ về quê nội ấy. Bác bảo bây giờ thế này khổ thân em. Tối nay thì tôi trận bóng đá thì em ngồi xem với ai? Em xem một mình à? Ui này. À? Anh Mạnh. Tự nhiên ông này nói như có điểm. Hay là vợ em với vợ bác đi theo bà đấy. Hả? Chú đừng có gỡ mồm nhé. Bà cũng vậy. Bà anh nó giận dỗi kiểu gì đi không phải qua ngày nó về. Trời ơi. Các chú thấy thâm thía chưa? Ôi giời ơi. Như thế này thì anh em mình mới thấy thâm thía đấy. Mà các chú ạ. Cứ mỗi lần đi làm về. Vợ anh nó hay lẩu bảo. Mà nghe cái tiếng lảo bảo của nó ngoái. Đấy, nó đi mấy ngày rồi. Thật. Mà bây giờ không được nghe cái tiếng lảo bảo của nó nữa. Anh buồn quá chứ. Cái tiếng lảo bảo của... Nghe tiếng quát mắng tiếng lảo bảo thì anh nói chung biết nhá. Nghe nhiều nhá. Thì nó lại rất là một cái gì đấy. Nhân văn. Nó thân thương. Nhân văn. Mà trong một gia đình mà không có tiếng lảo bảo nữa. Nó không một gia đình được. Đúng rồi.
em về em nghe vợ em quát, bây giờ về nhà mà thiếu tiếng quát đấy nó như là tai mình nó không được nghe nhạc giao hưởng ấy. Ừ. Cảm giác cuộc sống nó trống vắng. Ừ, này, bây giờ chỉ nhớ em này, đang lúc dầu sôi lửa bỏng em lại hát này, sao giống nhau đến thế, em thế này, không hiểu nào mà đúng rồi. Lúc ở nhà cứ nói nhiều mà mình chỉ muốn vả cho cái vào mồm thôi. Thế mà bây giờ nó ra khỏi nhà rồi. Thêm... Đấy, lại vả đấy. Anh là chi hội trưởng nhé. Cầm. Anh là trưởng hội nhé. À. Anh cấm tiền, không bao giờ được phép nó đến chuyện vả với đánh vợ nhé. Đúng rồi. Đúng rồi nhá. Kể cả là bà tay nhẹ. Đúng. Nhẹ kiểu gì cũng không được phép. Được đó. Nhưng mà sau hôm nay thì em chừa rồi. Không bao giờ được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cánh hoa em mà phải dùng cả bụi cây. À, nói vui thì thôi. Ông này không được đúng như thế. Đang cái lúc dầu sôi lửa bỏng đừng có đùa. Em nói cho bác biết thì sau khi bác nhắc em cái này, lúc em bắt đầu rất ân hận. Bây giờ em mặc dù em bụng em rất đói nhưng mà em ân hận quá, em xúc động quá, em không muốn ăn nữa luôn. Ôi em quyết định em nhịn.